gia. Trời tối rồi, sao em không cho con ngủ? Còn ngồi đó ngắm mấy bộ đồ mới hoài vậy? Thì đồ đẹp tôi mới ngắm, như tôi đẹp ra đường mới có người ngắm. Hôm nay em ăn nói gì lạ vậy? Anh không hiểu ý em muốn gì. Muốn gì hả? Tôi muốn rời khỏi căn nhà dột nát này. Anh hiểu chưa? Giang, em nói gì vậy? Căn nhà dột nát. Phải mà, căn nhà này dột nát, nghèo khó lắm, phải không em? Em là người vợ mà tôi hết già khi tôi duyên đã lỡ làng.
mắt cha dung tình, sao em đành bỏ quên tình xưa. Còn thờ thiếu dân mẹ hiền, trong đêm dài không yêu mình em.
bao ngày dài dầu buồn ba có đắng cay em chợt nhận ra. Phải có lắm đắng cay em mới nhận ra những gì lầm lỗi. Nay em trở về đây chỉ mong anh một lần tha thứ người đã phụ anh chạy theo. Bao ngày dài dài dần dần phù du.